Chào mọi người, quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi vác cà nhé mọi người. Vác này vác dốc lắm. Này giờ mình sẽ nông cho vợ mình vác. Nhìn vậy thôi bao chắc phải 50 kg đấy mọi người. Cà phê này mọi người, cà phê năm nay của mình để cho quả năm đầu tiên nhé mọi người, giờ chín hết luôn 100%. Nông làm nông cực lắm mọi người ạ. Cà phê. Ơi hôm nay gió quá. Giờ mình sẽ vác hết mấy chục bao này là lên xe càng nhé mọi người. Hôm nay gió.
Sau khi vác nguyên buổi sáng gần đầy xe này, này 70-80 bao nhé. Vậy là đã kết thúc một mùa cà phê. Mình kết thúc video tại đây, mọi người thấy hay và hãy đăng ký kênh cho mình nhé mọi người. Chào mọi người.